Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Khánh Duy mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 164 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Độc Bộ Thiên Hạ tập 164 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bây giờ, Phượng Yên Nhu khai triển Ngọc Bội, 99 đạo hư không đại cấm lúc này đã hoàn toàn triển khai. Diệp Húc cùng đám thánh chủ đồng thời kích phát đến cấm chế trung tâm, đồng thời phải đối mặt với 99 con cự long công kích. Loại tần suất công kích này trong chớp mắt liền giết chết hơn 10 vị thánh chủ. Các thánh chủ khác ai cũng mang thương tích, vội vàng tập trung lại để cùng chống cự. Triều Công Thiều thấy thế không khỏi dùng mình một cái, đối với cô gái yêu tộc Phượng Yên Nhu trông có vẻ yếu ớt này vừa kính lại vừa sợ. Món bảo vật này quả là lợi hại, quần sát quần công, chỉ sợ đám thánh chủ này đều bị diệt sạch mất thôi. Ai, yêu chú có con gái như thế quả là có phúc mà. Triều Công Thiều không khỏi cảm thán, nhìn về phía hư không đại cấm thầm nghĩ. Trải qua trận chiến này, không biết bao nhiêu thánh địa từ nay về sau sẽ bị xóa tên. Lão lại không biết Phượng Yên Nhu chính là Tây Vương Mẫu đương thời, mà uy lực của hư không ngọc bội cũng không đại biểu cho tu vi và thực lực của nàng. Hư không ngọc bội này là 99 đạo hư không đại cấm mà Phượng Yên Nhu bày ra, sau đó từ Thánh Hoàng ra tay luyện chế. Uy lực tuy kém hơn cấm bảo một chút, nhưng cấm bảo cần pháp lực khổng lồ để duy trì thì mới phát huy được uy lực của mình. Cho dù là thánh chủ cũng không thể phát huy toàn bộ uy lực của cấm bảo. Mà hư không ngọc bội này thì không cần nhiều pháp lực, mà là dựa vào 99 đầu thuần dương linh mạch bậc 9 cung cấp năng lượng. Chỉ cần đánh ra ngọc bội là có thể phát huy ra uy lực. Điểm này thì lại cao minh hơn cấm bảo rất nhiều. Nhưng khuyết điểm của hư không đại cấm cũng rất rõ ràng. Đó chính là cho dù người tế ngọc bội lên có cao siêu cỡ nào, thực lực có mạnh cỡ nào, uy lực của ngọc bội có thể phát huy ra cũng sẽ cố định. Không vì thực lực tu vi của người tế luyện cao mà sẽ tăng lên. Cũng tức là hư không ngọc bội có thể đánh chết tuyệt đại đa số nhân hoàng thánh chủ, nhưng với các cường giả như Diệp Phúc thì nó không có mấy tác dụng, cùng lắm chỉ là vây khốn Diệp Phúc một lúc mà thôi. Mà cấm bảo khác thì khác. Tuy thúc giục cấm bảo cần tiêu hao năng lượng, pháp lực khổng lồ, nhưng uy lực cấm bảo cũng không cố định. Vu Hoàng tế lên cấm bảo có thể phát huy ra uy năng hơn xa hư không ngọc bội. Nhưng tiếc là cấm bảo trong tay thánh chủ tuy nhiều, nhưng không một ai có thể phát huy toàn bộ uy lực của cấm bảo, cùng lắm chỉ là một hai thành. Phượng Yên Nhu tế lên hư không ngọc bội cũng là đã cân nhắc điểm ấy, bởi vậy mới tế hư không ngọc bội lên giúp Diệp Húc một tay. Bên trong hư không đại cấm, đám thánh chủ tập trung lại, hợp lực tế cấm bảo lên, không ngừng đánh nát Kim Long. Bọn họ chính là những nhân vật đỉnh cao đương thời. Tuy rằng gặp phải hiểm cảnh, nhưng trong chớp mắt đã kịp phản ứng lại, liên thủ đối kháng hư không đại cấm. Diệp Húc bước đi trong hư không đại cấm, đám Kim Long đánh đến với hắn chẳng có chút ảnh hưởng nào, vẫn thoải mái hành động trong đại cấm. Oanh một tiếng, tông chủ Thiên Đạo Tông đột nhiên tan xác, thân thể dập nát, chân linh bất diệt của hắn vừa mới thoát ra, dung nhập vào hư không, định chờ cơ hội sống lại thì đã bị đám Kim Long vồ đến xé nát, chết ngay tại chỗ. Diệp Húc đi ra từ trong đám xương máu tuôn ra từ tông chủ Thiên Đạo Tông, đánh vào trong đám thánh chủ như hổ vào bầy dê, đại khai sát giới. Bụp. Hắn giơ một trường chụp chết thánh chủ Vu Đạo Tông, lập tức một đám một đạo diệt tuyệt ấn chảo ra phá nát tông chủ Âm Dương Tông, rồi lại đưa ra một đạo vang sinh ấn tiến hắn quy thiên. Cùng lúc đó, các bàn tay khác của hắn thi triển Chư Thiên Thần Vương Công Đức Ấn, các loại ấn pháp trào ra, một đạo khai thiên ấn lập tức đánh chết thánh chủ Cơ Gia. Hắn với 33 cái đầu và 66 cánh tay xông vào trong đó gần như không có địch thủ, chỉ trong chớp mắt đã có hơn 10 vị thánh chủ bị hắn đánh chết. Đám thánh chủ loạn hết cả lên. Thẩm tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông quát lên một tiếng lớn, vung bản vương thần phiên quét tới, uy lực mênh mông, hỗn độn khí tuôn trào. Diệp Húc cũng không hề để ý, một đạo Dương Thiên Thần Vương diệt kiếp ấn hạ xuống. Thẩm tông chủ thét lớn một tiếng,
thân thể của gã đột nhiên nổ tung. Bàn vương thần phiên lập tức vù vù cuộn lấy chân linh bất diệt của gã, nhanh chóng bỏ trốn. Diệp Húc đằng đằng sát khí, với những người này mà nói, nơi đây là tử địa, là tuyệt cảnh, nhưng với hắn mà nói, lại là tuyệt cảnh phùng sinh, giúp cho hắn như hổ thêm cánh. Cùng ra tay, đánh chết Diệp Thiếu Bảo trước nào. Đường Hoàng Lý Song Xương chợt quát lên một tiếng, đôi mắt đỏ sẫm đánh tới Diệp Húc. Cùng lúc đó, hơn 33 vị thánh chủ chống lại hư không đại cấm, những người còn lại thì tế cấm bảo lên, cùng đánh tới Diệp Húc. Bất động thần vương. 33 bàn tay của Diệp Húc thi triển bất động thần vương ấn, đối kháng với đám cấm bảo đánh đến kia. 33 bàn tay còn lại thì đồng loạt hóa thành diệt kiếp ấn, cùng đánh ra, chống lại đám thánh chủ cùng với cấm bảo. Nhiều vị thánh chủ thét lớn một tiếng, hơi thở bất ổn, cấm bảo văng khắp nơi, tất cả đều ngã ra sau. Lý Sương Long, Lăng Yên Các của ngươi đã bị ta đánh nát rồi, ngươi còn dám lớn lối ở trước mặt ta sao? Diệp Húc chụp xuống một chưởng, đánh nát Lý Sương Long, xong hắn lập tức bước nhanh đánh tới các thánh chủ khác. Đánh giết ra khỏi nơi đây, nếu không tất cả chúng ta đều phải chết ở nơi này. Các thánh chủ khác kinh hãi muốn chết, vừa giờ bọn họ còn có năng lực đánh thương Diệp Húc, nhưng ở trong hư không đại cấm này, lực lượng phân tán đã chẳng thể đả thương Diệp Húc được chút nào. Thành quả rèn luyện 3 năm trong hư không đại cấm đã được bày ra, thân thể vô hoàng, nguyên thần, chân linh bất diệt, nhân hoàng cấm pháp đều có thể qua lại tự nhiên trong đại cấm, phát huy uy lực như có thần linh trợ giúp, giết cho bọn họ hoàn toàn sợ hãi. Mọi người đều tự thúc giục cấm bảo, điên cuồng đánh ra bên ngoài, nhằm về cuối hư không đại cấm. Diệp Thiếu Bảo, Khổng Gia ta và ngươi không thủ không oán, sao phải đuổi tận giết tuyệt như vậy? Không sai, này ngươi đã chiếm thế thượng phong, chém giết nhiều vị thánh chủ, cũng coi như giải hận rồi. Oan gia nên cưới, không nên kết, chi bằng chúng ta hãy dừng tay được không? Nhân kiếp của Ứng Tông Chủ kia, chúng ta quyết không can thiệp. Lúc này, chúng ta liền chúc mừng Ứng Tông Chủ trở thành vua hoàng, thành Thiệu Hoàng. Diệp Húc thét dài không dứt, chư thiên thần vương công đức ấn như mưa hạ xuống, công tới mọi người. Hắn cười lạnh nói: các vị, các ngươi tính giết sư huynh của ta, diệt tông môn ta, chuyện tới nước này rồi, các ngươi còn muốn rời đi hay sao? Xẹt! Hắn giơ tay nhấc gia chủ Khổng Gia lên, ngay lập tức xé vị thánh chủ này ra. Ngay lập tức tộc trưởng Phòng Phong thị tộc bị hắn lấy hủy diệt ấn luyện thành cát bụi. Đám thánh chủ trong hư không đại cấm kia loạn hết cả lên, từng tên rồi từng tên bị giết chết. Không biết bao nhiêu cấm bảo thất lạc trong hư không đại cấm. Tình cảnh này khiến bất cứ ai thấy cũng đều hết hồn. Đường đường là thánh chủ, cường giả đứng đầu thế giới vô hoang, dậm chân một cái là đất trời phải rung lên 3-4 lần. Nhưng ở trong hư không đại cấm này thì lại như rau hẹ bị cắt, từng người rồi từng người ngã xuống. Thế giới vô hoang sắp thay đổi rồi. Thẩm tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông cũng không chết, dựa vào uy năng của bản vương thần phiên khôi phục thân thể, sắc mặt tái nhợt lẩm bẩm mà nói: hạo kiếp, đúng là một chàng hạo kiếp mà. Trận vu hoàng nhân kiếp lần này đâu phải là kiếp nạn của Ứng Tông Đạo, rõ ràng là đại kiếp nạn của các thánh chủ, các thánh địa chúng ta. Môn chủ Vạn Kiếp Môn thở dài một tiếng, tế Vạn Kiếp Thiên Lâu lên, cố gắng phóng ra ngoài. Diệp Húc bước nhanh đánh tới như ma thần giáng lâm, mà đám thánh chủ đó lại như kẻ phàm trần run rẩy trước mặt ma thần vậy. Đột nhiên trời đất trở nên im lặng ngột ngạt đến kinh người, mặt trời càng lúc càng sáng, càng lúc càng nóng. Sóng nhiệt vô biên đánh úp lại, đốt chảy tất cả. Thậm chí, ở trong hư không đại cấm, bên dưới công kích của đám kim long rậm rạp kia, bốn phía cũng bừng sáng lên. Diệp Húc ngẩng đầu lên, nhìn thì thấy trên không trung, mặt trời như cách trung thổ thần châu càng lúc càng gần. Vầng mặt trời này tựa như càng lúc càng lớn, càng ngày càng chói mắt. Các vị, Diệp Mỗ tha cho các ngươi một con đường sống. Diệp Húc từ từ phun ra một hơi chọc khí, không tiếp tục công kích các thánh chủ khác, mà ngẩng đầu nhìn lên mặt trời ở trên không trung kia. Hắn nhìn thấy ở phía trước mặt trời có một tòa thần điện to lớn. Đây chính là Thái Dương Thần Cung. Đám thánh chủ còn lại thở phào nhẹ nhõm, vội hợp lực chống lại hư không đại cấm rồi lao ra khỏi cấm chế khủng bố này. Bọn họ đồng loạt chạy tới, tính cướp hết tiên linh khí của Ứng Tông Đạo rồi đánh chết hắn, diệt trừ Hoàng Tuyển Ma Tông. Mà tới bây giờ, hơn 100 vị thánh chủ chỉ còn lại hơn 20 vị, mà ai nấy cũng đều bị thương nặng. Cuối cùng, hư không đại cấm càng lúc càng yếu. Chỉ còn một mình Diệp Húc đứng ở bên trong. 99 con kim long đánh ra vô số công kích, nhưng chẳng thể làm gì được hắn. Phượng Yên Nhu vội vàng thu hư không đại cấm lại, chỉ thấy đại cấm càng ngày càng nhỏ, lại hóa thành một chiếc ngọc bội rơi vào lòng bàn tay của nàng. Nàng lập tức dắt nó bên hông. Đám người Triều Công Thiều nhìn mà da đầu run lên. Phượng Yên Nhu nhìn như yếu đuối, nhưng bên ngoài lại mang theo một thứ như vậy. Có thể nói đương thời này, người có thể động tới nàng e là đếm trên đầu ngón tay.
Đám thánh chủ đó tuy đối nghịch với Hoàng Tuyển Ma Tông ta, nhưng truyền thừa không hề tầm thường. Bằng không Diệp Mỗ chính là tội nhân của thế giới vô hoang rồi. Đám cấm bảo này, hãy quay về các nhà đi. Diệp Húc phất tay áo một cái, chỉ thấy đám cấm bảo của các thánh chủ đã bị giết đều tự phá không mà đi, trở về thánh địa của mình. Đám người Triều Công Thiều nhìn mà tiếc đứt ruột. Nhiều cấm bảo như vậy sẽ tạo nên được món tài phú lớn cỡ nào, đáng tiếc đều bị Diệp Húc đưa hết về thánh địa của chúng. Diệp Húc lấy ra đại phạm lôi âm tự và kim bổng, hơi trầm ngâm một lát rồi lập tức quăng chúng ra, đưa về đại phạm lôi âm tự. Triều Công Thiều đau lòng như bị dao cắt, nhưng đám thánh chủ này là Diệp Húc giết chết, cấm bảo cũng là chiến lợi phẩm của Diệp Húc. Diệp Húc xử trí thế nào, lão cũng không thể nói gì. Cấm bảo, bao nhiêu là cấm bảo à? Khóe mắt của lão giật giật không thôi. Diệp Phúc đưa những cấm bảo đó đi rồi, tiếp tục ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy lúc này, Thái Dương Thần Cung cùng mặt trời của thế giới vô hoang như yên lặng lại, treo ở trên không trung. Món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này thế nhưng lại kéo được mặt trời của thế giới vô hoang, thay đổi quy tích vận hành vốn có của nó, làm cho mặt trời vô cùng nóng bỏng này treo trên không trung thổ thần châu, kẹp ở giữa trung thổ thần châu và Thái Dương Thần Cung. Là kẻ nào có được pháp lực khổng lồ như vậy lại có thể thúc giục được thánh bảo thay đổi đường đi của mặt trời đấy? Triều Công Thiều cũng lẩm bẩm, nói với sắc mặt khá ngưng trọng. Đồng Hoàng Thiên căn bản không có năng lực này, cho dù là tất cả nhân hoàng của Thái Dương Thần Cung liên kết lại cũng không thể nào thôi phát được uy năng khủng bố như thế. Rốt cuộc là ai? Là ai? Bỗng một tiếng kêu vang lên khắp đất trời, một con tam túc kim ô vô cùng khổng lồ bay ra khỏi Thái Dương Thần Cung, lúc ẩn lúc hiện phía sau Thái Dương Thần Cung, xen giữa mặt trời và Thái Dương Thần Cung. Đây là phân thân mà Hạo Thiên Đại Đế để lại trong Thái Dương Thần Cung, nay được người ta thúc giục đến chấn áp toàn bộ thế giới vô hoang, làm cho tất cả cấm bảo đều phải thất sắc. Cánh nó giang ra mấy tỷ dặm như một bóng ma thật lớn, che khuất gần hết mặt trời. Đôi cánh đó trải dài từ bên phải đến bên trái mặt trời, trông như một vị thần linh sống trong mặt trời vậy. Nó có ba chân, một chảo đè lại hư không, đột nhiên chụp tới phía trước, lay động món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này. Trên không trung cao cao kia, một loại hơi thở thánh hoàng từ từ tràn ngập ra toàn bộ vũ trụ. Thần cung lay động, phân ra hai hư ảnh thần cung, hai chảo tách ra, mỗi một cái thôi động một hư ảnh thánh bảo, gào thét đánh tới Chu Thiên Tinh Cung và Trung Thổ Thần Châu. Cấm văn và đạo văn của hai thánh bảo đó dựng thành Thái Dương Thần Cung, vừa bay ra liền kéo ra thần hỏa trong mặt trời. Trong mặt trời kia, từng đạo hỏa xà bay ra, điên cuồng lao vào trong hư ảnh thần cung, trông thật là khủng bố. Hai tòa hư ảnh thần cung nâng hỏa xà thật dài đánh xuống Chu Thiên Tinh Cung và Hoàng Tuyển Ma Tông. Uy năng của thánh bảo hơn xa cấm bảo, mênh mông vô cùng, năng lượng hơn cấm bảo một trời một vực. Cấm bảo là do một đạo cấm pháp hoàn chỉnh chống đỡ, thể hiện ra một hệ thống độc lập, là cực hạn mà lực lượng của vu có thể đạt tới. Mà thánh bảo lại vượt qua phạm trù của vu, bắt đầu tiếp xúc đến thiên địa đại đạo, chất chứa đạo lý mà thánh hoàng lĩnh ngộ ra. Một kích đánh xuống có thể thay đổi đất trời, di tinh đổi đấu. Kích này hạ xuống kéo theo thiên tượng, thay đổi quy tích chuyển động của mặt trời của thế giới vô hoang, kéo ra năng lượng cuồn cuộn từ trong mặt trời để tăng lên uy lực của kích đó. So với kỹ xảo của vu hoàng thì cao minh hơn, có thể nói là cao độ của đạo. Từ khi trụ hoàng đế tân chết đi, thế giới vô hoang đã không biết bao nhiêu vạn năm không ai thúc giục thánh bảo. Nay rốt cuộc có người triển lộ ra uy năng của loại bảo vật này. Diệp Phúc và đám người Triều Công Thiều đứng trên di chỉ Hoàng Tuyển Ma Tông, nhìn lên trên cao, giống như nhìn thấy mặt trời bọc lấy Thái Dương Thần Cung đánh tới Trung Thổ Thần Châu vậy. Ai nấy cũng đều biến sắc mặt. Tinh đế tế lên Chu Thiên Tinh Cung đã phong tỏa hư không, tập trung vào ứng tông đạo, giam cầm tất cả. Mà Thái Dương Thần Cung thì lại khác. Món thánh bảo này tác động hư không, dường như có thể kéo hết cả trời và đất cùng nhau chấn áp. Trong Thái Dương Thần Cung, một thanh âm truyền đến, vang vọng đất trời. Ứng tông đạo, tình đế, hai tên các ngươi cũng muốn xưng hoàng sao? Trong thiên hạ này, chỉ có một vị hoàng, đó chính là Đông Hoàng Mục, Mục Hoàng. Chỉ có ta mới xứng đáng làm bá chủ duy nhất của thế giới vô hoang này. Lão Sược! Từ trong hai tòa đại trận Chu Thiên Tinh Cung truyền đến âm thanh không mặn, không nhạt của tinh đế. 365 chiếc đại kỳ tung bay đón nhận lấy hư ảnh Thái Dương Thần Cung đánh xuống Chu Thiên Tinh Cung. Rồi đột nhiên đại kỳ chấn động, nhất thời hóa thành một mảnh vũ trụ tinh không, bao phủ lấy hư ảnh của Thái Dương Thần Cung. Hiển nhiên là tinh đế đang vượt qua vu hoàng nhân kiếp, không thể toàn lực đến ứng phó.
Chu Thiên Tinh Cung lại rơi vào trong phương trường Thiên Sơn của Diệp Phúc, nên y chỉ có thể phân ra một tòa Đại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận đến đối kháng với Đông Hoàng Mục. Vu Hoàng Nhân Kiếp của y tuy không kinh khủng như Ứng Tông Đạo, nhưng những thánh địa công kích y chính là Hàn Nguyệt Cung, Thiên Niêu Cung, Nguyên Thủy Thánh Tông, Khoa Phụ Tộc. Trong đó Hàn Nguyệt Cung là một trong Tam Cung Ma Đạo, Nguyên Thủy Thánh Tông lại là thánh địa đứng đầu chính đạo, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho Tinh Đế cũng không tốt cho lắm. Những thánh địa này hiển nhiên đã được Ứng Tông Đạo bảy mưu đặt kế, tạo chút phiền toái cho Tinh Đế để hắn không thể toàn lực ra tay ứng đối. Đại Chu Thiên Tinh Đấu đại trận và hư ảnh Thái Dương Thần Cung nhập vào với nhau. Ngoài những thánh địa này còn có thánh địa đệ nhất yêu tộc vốn không tranh sự đời, Thanh Đế Môn ở hải ngoại xa xôi lúc này cũng ra tay với Tinh Đế. Ngoài ra còn có một ít thánh địa ở lục địa khác nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Diệp Phúc giật mình thì thào nói: Đông Hoàng Mục sao? Tên tiểu tử này đã trở thành Vu Hoàng rồi sao? Trong ấn tượng của hắn, Đông Hoàng Mục tuy tư chất xuất sắc nhưng là thân thể hỏa đức trúc dung, còn cách cảnh giới Vu Hoàng rất xa. Cho dù là cảnh giới Nhân Hoàng cũng là một khoảng cách khá lớn. Nhưng xem lần này gã ra tay thì có thể thấy tu vi của Đông Hoàng Mục cực kỳ thâm hậu, không hề thua kém mình chút nào. Tu vi của Diệp Phúc tuy rằng tiến bộ thần tốc như kỳ tích vậy, nhưng Diệp Phúc biết tu vi tiến cảnh của mình không hề dễ. Đó là thành tựu mà bản thân hắn dựa vào mồ hôi và máu, dựa vào liều mạng mới đổi lấy được. Có thể đạt được thành tựu khổng lồ trong thời gian ngắn như vậy, hắn phải trả giá vất vả cùng cố gắng người khác không hề biết được, không hề tưởng tượng được. Sự gian khổ trong đó, sự nguy hiểm trong đó, người ngoài khó có thể biết. Nay Đông Hoàng Mục tự dưng xuất hiện, tu vi lại không hề kém hắn chút nào, làm cho Diệp Phúc thấy khá bất ngờ. Theo lý mà nói, cho dù là thân thể ngũ hành cũng không có tốc độ tăng trưởng như thế. Tinh Đế với thân thể tinh hà trụ quang kia trở thành Nhân Hoàng đỉnh phong cũng mất gần 200 năm tu luyện tích lũy, mới nắm chắc 10 phần là trở thành Vu Hoàng. Đông Hoàng Mục tu vi tăng như thế, thậm chí có thể thúc dục được thánh bảo, làm cho người ta cảm thấy không chân thật. Nghe nói hắn vào trong thiên khư tìm kiếm di thể của Hạo Thiên Đại Đế, có lẽ là kiếm được mấy thứ tốt từ nơi đó rồi. Ứng Tông Đạo, Tinh Đế, hai người các ngươi được xưng là cường giả của thế giới Vu Hoàng, chẳng qua cái danh hiệu này phải đổi chủ rồi. Tiếng của Đông Hoàng Mục tiếp tục truyền đến, cuồng ngạo vô cùng. Diệp Húc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bên trong mặt trời, Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô phân thân giờ vút đẩy Thái Dương Thần Cung nhanh chóng đánh đến, phát huy ra 1% uy lực, uy năng của món thánh bảo này. Mặc dù là 1%, nhưng so với uy năng hoàn toàn khai hỏa của cấm bảo thì còn hung mãnh cường mãnh hơn rất nhiều. Uy lực của Thái Dương Thần Cung còn mạnh hơn cấm bảo không biết bao nhiêu lần. Đây là ép ta phải dùng toàn lực mà. Diệp Húc lại lẩm bẩm. Đám người Triều Cung Thiều ai nấy cũng bực mình, dù là người tốt tính như Tô Kiều Kiều cũng không nhịn nổi mà muốn hôn mê. Diệp Thiếu Bảo, cái tên tiểu khốn kiếp này thật đáng giận mà. Triều Cung Thiều nghiến răng nghiến lợi mà nói. Các cao thủ khác trong Hoàng Tuyển Ma Tông đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Một khi đã như vậy, hãy để ta tới thử xem thực lực Đông Hoàng Mục nhà ngươi rốt cuộc như thế nào. Thân hình của Diệp Húc khẽ lay động, trong tám đạo công đức kim luân sau đầu hắn, đám bảo vật giao chỉ thiên thuyền, Di La Thiên Địa Tháp đều bay vào trong ngọc lâu, mà trong ngọc lâu lại có một bảo vật bay ra, đó là một chiếc đồng lô. Chiếc đồng lô này bay ra khỏi kim luân rồi rơi vào trong tay Diệp Húc, chỉ thấy hắn cầm đồng lô rồi phóng lên cao, nghênh đón Thái Dương Thần Cung đang đánh tới. Hư ảnh Thái Dương Thần Cung được Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô phân thân bắt lấy, nhanh chóng đánh tới Hoàng Tuyển Ma Tông và Trung Thổ Thần Châu, thánh uy kinh thiên động địa. Những đạo hỏa xà từ trong mặt trời bị hút ra, hóa thành những đạo lý mà vị thiên đế này lĩnh ngộ khi còn là thánh hoàng, trải rộng hư không. Mỗi một đạo hỏa xà dài đến nghìn vạn dặm, hình thành những hoa văn kỳ lạ, có chất chứa tri thức huyền ảo, ngay cả Vu Hoàng nhìn thấy cũng phải tán thưởng không ngừng. Loại đạo lý này tự nhiên bao trùm lên cấm bảo và Vu Hoàng, làm cho người ta cảm thấy rất là áp bách. Diệp Húc nghênh đón so với con Kim Ô và thần cung cực lớn kia, trông hắn thật sự quá bé nhỏ. Thái Dương Thần Lô trong tay lại nhỏ đến đáng thương. Vù. Trong tay hắn, Thái Dương Thần Lô đón gió càng ngày càng dài, càng ngày càng lớn. Trong chớp mắt đã bành trướng ra cả trăm vạn dặm, giống như một lô đỉnh có hình dáng lục địa đang lơ lửng giữa không trung. Chiếc thần lô này điên cuồng bành trướng, dần dần lan tràn đến nghìn vạn dặm, giống như một tinh cầu nhỏ. Ông. Một mặt trời bay ra khỏi lô, sáng chói lóa mắt, thần hỏa cuồn cuộn, hàng tỷ đạo ánh sáng trải khắp bầu trời, đẹp đẽ vô ngần. Trên bầu trời như có hai mặt trời cùng xuất hiện, treo trên cao chiếu sáng lẫn nhau. Thần lô nhảy vào trong mặt trời, một vị thánh hoàng cũng xuất hiện.
Hắn như là một vị thần được sinh ra từ trong mặt trời, cao quý hoa mỹ, trời sinh đã có khí thế bao trùm tất cả. Đây là Hạo Thiên Đại Đế phân thân bên trong Thái Dương Thần Lô, khác với phân thân bên trong Thái Dương Thần Cung. Trong Thái Dương Thần Cung là phân thân Hạo Thiên Đại Đế có hình thái Tam Túc Kim Ô, mà ở trong Thái Dương Thần Lô là phân thân hình thái Hoàng Đế của ông ta. Hai phân thân cùng là Thánh Hoàng phân thân, nhưng lại đại diện cho đạo lý khác nhau của Hạo Thiên Đại Đế lĩnh ngộ ra khi là Thánh Hoàng, thuộc hai hệ thống tu luyện hoàn toàn khác. Bởi vậy, hình thái hai món thánh bảo mới khác nhau. Vì luyện hóa món thánh bảo này, Diệp Phúc đã đưa vào năng lượng của một món cấm bảo, làm sống lại thánh bảo, đánh thức Hạo Thiên Đại Đế phân thân. Luyện Hạo Thiên Đại Đế phân thân của mình và Hạo Thiên Đại Đế phân thân trong thần lô thành một, không ai có thể cướp đi. Hắn vốn chẳng thể nào thúc giục được thần lô phát huy ra uy năng của thánh bảo, nhưng lúc này tu vi đã tăng lên vô ngần, gần với vô hoàng. Lấy tu vi hiện tại của hắn cũng có thể phát huy ra 1% uy năng món bảo vật này, thậm chí là mạnh hơn. Hoàng Đế phân thân của Hạo Thiên Đại Đế bước từng bước ra khỏi mặt trời, bước ra thần lô rồi đứng ở sau Diệp Húc, trông như một vị thần cổ xưa, giơ một tay ra thúc giục Thái Dương Thần Lô cuốn lấy mặt trời kia, nghênh đón hư ảnh Thái Dương Thần Cung đang đánh tới kia. Đoang một tiếng, hư ảnh tòa Thái Dương Thần Cung này bị Thái Dương Thần Lô nghiền nát tại chỗ, hỏa khí vô biên trào ra khắp nơi, khắp vòng trời đều là Thái Dương chân hỏa, chỉ một thoáng đã chảy rộng bầu trời, kéo dài đến mấy tỷ dặm, gần như bao phủ hầu hết không trung thế giới vô hoang. Ngay sau đó, chân hỏa đậm đặc này vù một tiếng rơi vào trong Thái Dương Thần Lô như một cây cầu vồng đang bị nuốt đi. Chỉ một giây thôi đã bị Thái Dương Thần Lô nuốt sạch sẽ. Thần Lô hấp thu nhiều Thái Dương chân hỏa như vậy khiến mặt trời kia càng thêm sáng ngời, uy năng thánh bảo lại càng mênh mông. Thần Lô đốt sập hư không, không gian tan chảy ra không ngừng rơi vào trong lò. Chiếc Thần Lô này dường như có thể đốt chảy thiên địa vạn vật, luyện hóa chúng thành cho bụi. Hư ảnh Thái Dương Thần Cung vỡ nát rồi thì chính là lợi chảo của Hạo Thiên Đại Đế Kim Mô phân thân. Chiếc chảo này to lớn khiến người ta không thể ngờ được. Một chảo thò ra bắt lấy Thái Dương Thần Lô, phát ra những tiếng leng keng như kim loại va chạm. Vài tiếng răng rắc vang lên, thần lô đã bị chảo kia làm cho xuất hiện những vết tích sâu vài dặm. Sau lưng Diệp Húc, Hạo Thiên Đại Đế Hoàng Đế phân thân thu hồi bàn tay rồi đột nhiên đánh lên thần lô. Một tiếng chuông vang lên, con một tiếng vang tận trời cao. Tiếng vang đánh đến cả hư không, nơi nào đảo qua đều khiến cho những tiểu hành tinh quay xung quanh vu hoang hoàn toàn bị hủy diệt. Kim Mô lợi chảo bị chấn cho bắn ra ngoài, những mảng hỏa lân trên chảo vỡ vụn, xương cốt gần như vỡ nát, vội vàng thu nó về. Hạo Thiên Đại Đế, vị thiên đế cổ xưa thời thượng cổ này, hai tôn phân thân để lại thời còn là thánh hoàng, cuối cùng giao thủ một lần. Có thể thấy vị thiên đế cổ xưa này có chuyện chưa từng dự liệu được. Diệp Phúc bước nhanh lên không trung, Hạo Thiên Đại Đế Hoàng Đế phân thân đi sát theo sau. Chỉ một lát, hắn đã bước vào vũ trụ tinh không, đi đến trước Thái Dương Thần Cung. Thái Dương Thần Lô cùng Thái Dương Thần Cung đối diện với nhau từ xa, Kim Mô phân thân và Hoàng Đế phân thân của Hạo Thiên Đại Đế cũng đối diện nhau từ xa. Đông Hoàng Mục ngồi trên bảo tọa cùng Diệp Phúc cũng đối diện lẫn nhau. Đám cường giả thần cung phía dưới Đông Hoàng Mục như rừng, khí thế như trời, cùng thúc giục món thánh bảo Thái Dương Thần Cung này. Diệp Thiếu Bảo, ngươi quả là kẻ địch định mệnh của ta, không ngờ ngươi có thể đỡ một chiêu của bản hoàng. Xem ra chỉ có giết ngươi mới có thể khiến cho ý niệm trong đầu bản hoàng thông suốt được, đế nhan đại duyệt được. Đông Hoàng Mục nhìn chằm chằm Diệp Phúc, lập tức ánh mắt đảo qua Thái Dương Thần Lô, hơi ngẩn ra rồi lạnh lùng nói. Diệp Phúc không nhịn được phì cười một tiếng. Đông Hoàng huynh, đừng đùa nữa nào. Sắc mặt của Đông Hoàng Mục trầm xuống, y cười khanh khách nói. Diệp Thiếu Bảo, người vẫn cuồng vọng tự tin như trước vậy, nhưng trước mặt bản hoàng, ngươi chỉ là một con ngẽ con nhảy nhót lung tung mà thôi. Nay y đã tự tin đến cực điểm, kỳ thật cũng có trách sao niềm tin của hắn lại bành trướng như thế. Ở trong thiên khư, hắn lấy được đế huyết của Hạo Thiên Đại Đế, mất thời gian tu luyện rồi trở thành nhân hoàng đỉnh phong, tu vi gần tiếp cận vô hoàng. Cảnh giới này có thể nói là thiên hạ đệ nhất nhân chốn vô hoàng này. Y vừa mới xuất quan thì lập tức tới Thái Dương Thần Cung xử chết vài tên thái thượng trưởng lão không thần phục y, dùng một trưởng lập tức đánh bại nguyên thánh chủ Thái Dương Thần Cung là Đông Hoàng Thiên kia, ngồi lên bảo tọa của thánh chủ, cướp lấy quyền khống chế món thánh bảo Thái Dương Thần Cung. Đông Hoàng Thiên có tu vi bậc nào, chính là cường giả đứng đầu trong các thánh chủ, một thân tu vi kinh thiên động địa, thế nhưng cũng bị y gọi đến gọi đi, hét lên như là nô lệ vậy. Bởi vậy niềm tin của hắn mới tăng vọt lên, thậm chí là méo mó, cuồng ngạo tới cực điểm. Diệp Thiếu Bảo, chắc là ngươi còn chưa biết, nay ta, Mục Hoàng hôm nay là kẻ khủng bố như thế nào. Đông Hoàng Mục ngồi trên bảo tọa cười ha ha, Thái Dương Thần Cung di động không ngừng. Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô phân thân sau lưng của y khẽ dương cánh, quấy động Thái Dương tinh khí, bốc lên những làn sóng nhiệt, biển lửa.
làm cho mặt trời nhìn như đang có một trận mưa to gió lớn. Những đạo sóng lửa như rồng dài đến mấy trăm vạn dặm. Bản hoàng ngồi ở đây ngắm nhìn một con ngé con nhảy nhót khắp nơi. Người khiến cho bản hoàng vui vẻ thì ta sẽ khen ngợi người vài câu. Khiến bản hoàng không vui thì chỉ một đầu ngón tay, bản hoàng cũng có thể đè chết người được. Đông Hoàng Mục nhìn chằm chằm Diệp Húc, sắc mặt âm trầm, cười lạnh mà nói: Diệp thiếu báo, người nghĩ là bản hoàng đang nói lời linh tinh ư? Nói thật cho người biết, bản hoàng cực kỳ may mắn lấy được đế huyết từ trong thiên khư. Đế huyết, ngươi hiểu không? Y lắc đầu cười to nói: Người không có máu thiên đế, một giọt thôi cũng đủ tạo ra một vị cao thủ. Mà ta có được một hồ đế huyết, ta luyện hóa nó khiến cho tu vi thực lực tăng lên thần tốc, là ngươi không thể tưởng tượng được, không thể với tới được. Tư chất của ta đã đạt tới mức ngươi không thể tưởng tượng. Thành vua hoàng với ta mà nói dễ như trở bàn tay, cho dù là thánh hoàng thần vương với ta cũng quá dễ dàng. Diệp Phúc thương hại nhìn hắn khẽ nói: Đáng thương, đáng thương, đồ khốn. Đông Hoàng Mục giận dữ lạnh lùng mà nói: Diệp thiếu báo, ta vốn định xử tử Ứng Tông Đạo trước rồi diệt đi Hoàng Tuyển Ma Tông, cướp đi đám đàn bà của ngươi, lại làm nhục cha tấn ngươi đến chết đi, cho ngươi nếm thử nỗi thống khổ gấp trăm ngàn lần những gì ngươi gây ra cho ta. Nhưng ngươi đã muốn chết như vậy, vậy bản hoàng sẽ giết ngươi trước rồi xử tử Ứng Tông Đạo. Y ầm ầm đứng dậy, hơi thở càng ngày càng cuồng dã dâng trào. Đông Hoàng nhất mạch vốn có đế huyết nhưng khá là ít, nhưng y có được máu của Hạo Thiên Đại Đế rồi, huyết mạch lực liền tăng lên vô hạn, gần như cùng với đế tôn. Y giống như vị hoàng đế trong lửa, thái dương tinh khí chen chúc của đến nhập vào thân thể, cùng Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô phân thân tương ứng tương hợp. Thái dương thần lô mà ngươi tế luyện kia là thánh bảo của Đông Hoàng bộ tộc ta, rơi vào tay ngươi đúng là phung phí của trời. Đông Hoàng Mục vẫy tay, pháp lực thổi quét bay tới thái dương thần lô. Hắn cười ha hả nói: Giờ bản hoàng đã chán nhìn con nghé con nhà ngươi nhảy nhót rồi, ta thu thần lô trước rồi từ từ xử tử ngươi. Diệp thiếu báo, ngươi có biết vì sao bản hoàng lại nói ngươi là con nghé con nhảy nhót hay không? Đông Hoàng Mục nhẹ nhàng nói với vẻ châm biếm hiện lên trên khuôn mặt: Trong cơ thể bản hoàng có chảy đế huyết của Hạo Thiên Đại Đế, mà thái dương thần lô lại do thiên đế luyện ra. Ngươi cầm thánh bảo này chính là vội vã chạy tới dâng cho bản hoàng. Cho dù ngươi có phát huy ra uy năng của thần lô lớn hơn nữa, với bản hoàng thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. Bản hoàng chỉ cần động ý nghĩ thôi là có thể làm cho thần lô luyện chết ngươi, ngươi có tin hay không? Diệp Phúc lạnh nhạt nhìn pháp lực của y xoắn tới thái dương thần lô, hắn lắc lắc đầu nói: Không, ta không tin. Pháp lực của y như nước vỡ bờ tràn vào trong thần lô, chỉ thấy thái dương thần lô hơi rung lên nhưng cũng không bị y gọi đi. Đông Hoàng Mục hơi ngẩn ra, liên tục rót pháp lực vào, thậm chí y còn cắn chặt lưỡi phun máu ra bắn lên trên thần lô, định dùng sự tương liên với hơi thở Hạo Thiên Đại Đế hoàng đế phân thân, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không chút động tĩnh. Theo lý mà nói, trong cơ thể của y có chảy huyết mạch của Hạo Thiên Đại Đế, mà thái dương thần lô lại là bảo vật của Hạo Thiên Đại Đế, chỉ cần phun ra một ngụm tinh khí là có thể cưỡng ép thu hồi thái dương thần lô. Nhưng thái dương thần lô lại như không cảm ứng được Hạo Thiên tinh khí và đế huyết chi khí mà hắn phun tới, vẫn không hề động đậy. Diệp Phúc mỉm cười nhẹ giọng nói: Đông Hoàng huynh, cứ thử thêm đi, ta cũng không vội đâu. Mồ hôi thoát ra trên trán Đông Hoàng Mục, y liên tục thúc giục tinh khí nhưng chẳng thể lay động được thần lô này. Y khẽ nhíu mày rồi chợt vẫy tay, chỉ thấy từ trong ngọc lô của y một đoàn đế huyết cỡ 4 thước bay ra, chất chứa uy năng mênh mông vô cùng, gào thét nhảy vào trong thần lô. Đoàn đế huyết này chính là máu của Hạo Thiên Đại Đế mà hắn lấy được trong thiên khư. Bằng đó năm, Đông Hoàng Mục vẫn chưa luyện hóa hết hồ đế huyết nhỏ này, vẫn còn thừa lại. Lần này vì cướp đi quyền khống chế thái dương thần lô, hắn đem non nửa chỗ đế huyết còn lại kia đưa hết vào trong thần lô. Trong thái dương thần cung, đám người Đông Hoàng Thiên nhìn mà sắp ruột. Đế huyết là kỳ chân cực kỳ quý báu, nhất là với Đông Hoàng bộ tộc bọn họ, nó lại càng vô cùng quý giá. Đoàn đế huyết mà Đông Hoàng Mục đánh ra này đủ để cho tu vi Đông Hoàng Thiên tăng lên cực gần với vô hoàng, cải thiện tư chất của hắn, làm cho hắn có thể vấn đỉnh vô hoàng, thậm chí là cả thánh hoàng. Đế huyết vào lò, bên trong thần lô kia liền vang lên những tiếng nổ ầm ầm kinh thiên động địa. Tiếp đó là vô cùng vô tận hỏa xà khí phun trào ra, thụy khí ngàn điều gột rửa xuống, hỏa vân từng thụy chen nhau chui ra, hóa thành những dị thú như hỏa long, hỏa phượng, hỏa kỳ lân và tam thúc kim ô bay múa khắp bầu trời. Đông Hoàng Mục vui vẻ vội vẫy tay, thái dương thần lô hơi nhoáng lên dường như muốn bay ra khỏi tay Diệp Húc, sau lại bình ổn lại cũng không bị thu đi. Tinh huyết của Hạo Thiên Đại Đế quả là thứ tốt mà.
Diệp Phúc tán thưởng liên tục cười nói: "Một đoàn đế huyết này lại khiến cho thần lâu của ta sống lại vài phần. Đông Hoàng huynh, đồ tốt nên chia sẻ. Người còn đế huyết thì lấy ra thêm đi, có khi chiếc thần lâu này sẽ bị người thu đi đấy." Sắc mặt của Đông Hoàng Mục lập tức trở nên vô cùng u ám, khóe mắt giật giật, nhưng nghi cũng không lấy thêm đế huyết ra để đoạt lấy quyền khống chế Thái Dương thần lô. Đế huyết của hắn đã không còn nhiều lắm, nếu như tiếp tục lãng phí sẽ chỉ khiến cho thời gian đột phá vô hoàng của hắn càng thêm dài. Hắn còn cần dùng năng lượng trong đế huyết để giúp mình đột phá trở thành vô hoàng. Diệp Phúc lắc đầu thở dài, thương hại mà nói: "Thái Dương thần lô này chính là sinh lễ Hạo Thiên Đại Đế tặng cho Tây Vương Mẫu, đồng thời cũng là một công cụ để theo dõi Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu thời đó có thể trở thành thiên hậu. Với tâm cơ bà ta, há có thể để lại linh thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân chứ? Thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân trong thần lô này sớm đã không tồn tại nữa rồi." Sắc mặt Đông Hoàng Mục trở nên cứng đờ, lập tức lại trở nên vô cùng dữ tợn, y giận dữ hét lên: "Sao người không nói sớm?" Nói ra lời này, y lập tức hối hận, suy bụng ta ra bụng người. Nếu đổi lại là y chắc chắn cũng không nói cho Diệp Phúc loại chuyện này. Khi Diệp Phúc lấy được thần lô này ở trong Nam Thiên Môn, nó đã bị vây trong trạng thái gần tắt. Với Thánh Bảo mà nói thì đây là chuyện không thể xảy ra được. Thánh Bảo không có tu vi người khác thúc giục sẽ yên lặng, Thánh Hoàng phân thân bên trong sẽ mê man, nhưng nếu không có ngoại lực can thiệp thì sẽ không hề có tổn thương, năng lượng trong đó cũng sẽ không mất đi. Sở dĩ Thái Dương thần lô bị vây trong trạng thái gần tắt, uy lực không còn như trước, chính là vì thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân trong lô đã bị một nhân vật vô cùng hùng mạnh nào đó xóa bỏ đi. Chiếc thần lô này ở trong kho báu của Tây Hoàng, ông ta sẽ không vô duyên vô cớ mà xóa bỏ đi thần thức của Hạo Thiên Đại Đế phân thân. Dùng đầu ngón tay để suy nghĩ cũng biết, người làm chuyện này tất là mẹ đẻ của Tây Hoàng, thiên hậu của Hạo Thiên Đại Đế. "Đồng Hoàng huynh, vừa rồi ngươi phun tinh khí cùng đế huyết vào trong thần lô, khiến uy lực của nó tăng lên vài phần, ta thật không biết nên cảm ơn ngươi như thế nào nữa đây." Diệp Phúc cười tủm tỉm nói: "Chắc giờ ngươi khổ sở muốn học máu rồi phải không? Nếu ngươi muốn học máu thì cứ phun vào trong thần lô của ta đi, ta sẽ không để ý đâu." Hắn lại cười nói: "Tuy máu của ngươi không bằng đế huyết, nhưng độ tinh khiết lại khá cao, có thể khiến cho uy lực của thần lô của ta lại tăng lên một ít kìa." Đông Hoàng Mục giận dữ công tâm, yết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi nảy lên yết hầu, nhưng bị y nghẹn trở lại, chết sống cũng không chịu phun ra trước mặt Diệp Phúc. "Đông Hoàng huynh à, tâm cảnh tu vi của ngươi quá kém rồi đấy. Xem ra thời gian này tu vi ngươi tăng vọt, nhưng tâm cảnh lại không có tăng lên. Giờ ngươi quay đầu còn kịp đấy, ta sẽ không giết ngươi đâu." Diệp Phúc thản nhiên nói: "Nếu ngươi có thể tĩnh tâm lại, tu luyện 300 năm nữa, sau đó tâm cảnh ngươi viên mãn rồi là có thể thuận lợi trở thành vô hoàng, vẫn tiền đồ vô lượng như xưa. Nếu như ngươi cứ khư khư cố chấp như thế này, chỉ sợ hôm nay ngươi sẽ thân tử đạo tiêu, chết ở chỗ này." Hắn bùi ngùi khẽ nói: "Diệp Mỗ giết quá nhiều người, những người cùng vai phải lứa trong thiên kỳ sống đến nay chẳng còn mấy người nữa rồi." Lời này của Diệp Phúc chính là phát ra từ tận đáy lòng, cũng không phải là đả kích Đông Hoàng Mục, mà là hắn đi du lịch thế giới khác một chuyến, tầm mắt rộng lớn, tâm cảnh đương nhiên cũng tăng lên, cảm giác được cường giả của thế giới vô hoang hiện nay quá ít, chẳng thể tranh bá cùng thế giới khác được. Hắn thành nhân hoàng rồi sẽ không ở thế giới vô hoang bao lâu nữa, tầm mắt của hắn đã không còn bị giới hạn trong thế giới vô hoang nữa rồi, mà là cao xa hơn. Bởi vậy, giết nhiều thánh chủ như vậy rồi, hắn cũng không chiếm cấm bảo của bọn họ làm của riêng, mà trả lại cho các thánh địa, cho những thánh địa đó truyền thừa lại cho thế hệ mới, không đến mức làm cho đạo thống của vô hoàng cổ đại thượng cổ diệt vong. Chỉ cần những thánh địa đó vẫn còn tồn tại, sẽ không ngừng xuất hiện đủ loại thiên tài có sở trường riêng, thế giới vô hoang lại vinh quang như trước. "Làm can, ngươi cho là đôi ba câu là chấn áp bản hoàng 300 năm sao? Làm cho bản hoàng rụt đầu rụt cổ như một con rùa hay sao? Diệp thiếu báo, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Khuôn mặt của Đông Hoàng Mục méo mó, đột nhiên phóng ra tu vi toàn thân, thúc dục Thái Dương thần cung, uy năng món thánh bảo này liền phóng ra, y chật quát: "Đông Hoàng Thiên nghe lệnh, lập tức đem tất cả tu vi toàn thân của các ngươi rút vào trong thần cung, bản hoàng muốn chấn chết hắn." Diệp Phúc thay đổi sắc mặt, hắn thở dài một hơi rồi khẽ nói: "Đông Hoàng huynh, ngươi là kẻ cuối cùng của thế giới vô hoàng này mà ta sẽ tru sát." Thái Dương thần cung và Thái Dương thần lô, hai kiện thánh bảo này tản mát ra dao động pháp tắc khủng bố. Kim Mô phân thân của Hạo Thiên Đại Đế cùng Đế Hoàng phân thân bị bọn người Đông Hoàng Mục cùng Diệp Phúc thúc dục hiện ra vượt lên trên uy năng tất cả cấm bảo. Từ trong thế giới vô hoang nhìn lên, có thể nhìn thấy hai kiện cực đại thánh bảo này lơ lửng trên vòm trời. Xung quanh thánh bảo, đạo vân xâm la dày đặc, giống như là hào quang xinh đẹp rực rỡ nhất. Đan sen vào ra, ngay cả vô hoàng cũng không thể lĩnh ngộ ra đạo lý to lớn và đồ sộ. Giờ khắc này,
Tinh Đế và Ứng Tông Đạo đã không còn là nhân vật chính của phiến thiên địa này nữa. Diệp Húc và Đông Hoàng Mục chói sáng, triệt để đem hào quang của hai vị vu hoàng này che lấp đi, giống như chính bọn hắn mới là nhân vật chính của trận vu hoàng nhân kiếp lần này. Giờ phút này, không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chăm chú vào giằng co ở trên vòng trời, tác động tâm thần không biết bao nhiêu người. Diệp thiếu báo, để bản hoàng làm đám ma cho ngươi. Đông Hoàng Mục hét lớn, liên hợp cùng bọn người Đông Hoàng Thiên hợp lực thúc giục Thái Dương Thần Cung hướng Diệp Húc mà nghiền ép tới. Đây căn bản không phải một cuộc chiến cùng bậc. Đông Hoàng Mục trong cơ thể chảy xuôi máu huyết Hạo Thiên Đại Đế, thúc giục Thái Dương Thần Cung càng có thể phát huy ra hết uy lực thánh bảo này. Huống chi lại có bọn người Đông Hoàng Thiên cường giả Thái Dương Thần Cung trợ trận, uy năng Thái Dương Thần Cung liên tiếp được nâng lên, uy lực còn hơn lúc nãy, khủng bố thêm vài phần. Đông Hoàng Mục, ngươi vẫn không rõ sao? Ngươi và ta căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Diệp Húc lắc đầu, quanh thân tinh khí bắt đầu khởi động, Nhân Hoàng Cấm Pháp hoàn chỉnh đột nhiên dung hợp vào trong Thái Dương Thần Lô. Tòa thần lô này lập tức bạo phát ra uy năng so với Thái Dương Thần Cung còn muốn mênh mông hơn, nghênh đón thần cung. Người tu luyện tuy là tấm pháp đế cấp, nhưng ở trước mặt bản vương khai thiên kinh của ta thì kém hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù tu vi của ngươi cùng ta ngang bằng, đã vô hạn tiếp cận vô hoàng, nhưng chênh lệch giữa ngươi và ta vẫn như cũ là chênh lệch về chất, cộng thêm tất cả cao thủ mà Thái Dương Thần Cung sở hữu cũng không thành. Hai kiện thánh bảo Thái Dương Thần Cung cùng Thái Dương Thần Lô do Hạo Thiên Đại Đế luyện chế rốt cục va chạm nhau. Trong cung điện, một gã cường giả Thái Dương Thần Cung căn bản không cách nào thừa nhận nổi trùng kích khổng lồ như thế, thân thể pang pang nổi tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, lập tức xẹt một tiếng bị đốt thành tro bụi. Đông Hoàng Thiên cùng đám người Nhân Hoàng đỉnh phong cũng không cách nào chống lại cỗ trùng kích này, thân thể bạo toái, nguyên thần trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi. Nhân Hoàng Cấm Pháp cũng lọt vào đả kích quỷ diệt, chân linh bất diệt cũng bị phá hủy bởi cỗ công kích khủng bố này, thân tử đạo tiêu. Lần đụng chạm này liền khiến tất cả cao thủ Thái Dương Thần Cung hết thảy chết sạch, hóa thành tro bụi. Thái Dương Thần Cung vốn ở trong ba cung, là danh môn đại phái, bài danh đệ nhất, là thánh địa sừng sững hơn trăm vạn năm. Giờ phút này không ngờ toàn bộ chết cả, không còn ai sống sót. Thần cung lớn như vậy, chỉ còn lại có Đông Hoàng Mục một mình đứng trơ trọi ở nơi đó. Tòa thần cung này bị Thái Dương Thần Lô đâm phải văng ngược ra sau, một tiếng ầm vang vọt tới vầng Thái Dương cực đại. Diệp Húc tiếp tục thúc giục thần lô nghiền ép mà đến. Hắn tuy đã từng muốn lưu lại một mạng cho Đông Hoàng Mục, vì Hạo Thiên Đại Đế lưu lại truyền thừa, vì vô hoang thế giới lưu lại một vị cường giả, nhưng là bị sát cơ hắn khẽ động, liền không hề lưu tình, đem thương cảm lúc trước hết thảy ném ra sau. Thậm chí chấn giết nhiều cao thủ Thái Dương Thần Cung như vậy, đem đạo thống thời kỳ Hạo Thiên Đại Đế Thánh Hoàng lưu lại diệt sạch, cũng không thể dao động mảy may tâm trí của hắn. Đông Hoàng Mục, để ta tại trước lúc ngươi chết nói cho ngươi biết, ngươi cùng ta chênh lệch lớn nhất là cái gì? Không phải tu vi, không phải tâm pháp, mà là tâm cảnh. Tâm cảnh của ngươi vẫn dừng lại tam tương cảnh, xa xa không có đạt tới độ cao của tu vi ngươi hôm nay. Cái này là do đế huyết mang đến tai hại cho ngươi. Diệp Húc cánh mắt lạnh lùng, Thái Dương Thần Lô cùng Thái Dương Thần Cung lần nữa va chạm. Đông Hoàng Mục quanh thân máu tươi phun ra, Thái Dương Thần Cung bị đánh rơi trên bề mặt vầng Thái Dương. Tinh Đế, thiên địa động mà ta không động, thiên địa hỏng mà ta không hỏng. Ứng Tông Đạo đối mặt với vô số cấm bảo đè xuống mà mặt không đổi sắc, như trước nói cười cười thản nhiên, đều là một loại tâm cảnh cực kỳ cường đại. Đây là tâm linh cường đại, là tự tin vô biên, là vô hoàng ta đạt thành đạo ta. Chỉ có tâm tình tu vi đạt tới một bước này mới có thể được xưng thượng hoàng. Nếu không, dù có được pháp lực vô hoàng nhưng vẫn như cũ là một con kiến hôi to lớn vung vẩy thanh lợi khí. Thái Dương Thần Cung rơi xuống bề mặt Thái Dương, nhấc lên sóng lửa cao ngàn dặm đổ ra bốn phía. Thần cung không hổ là thánh bảo, mạnh mẽ vô cùng, trải qua hai lần va chạm như vậy vẫn như trước không hư hao chút nào. Đông Hoàng Mục gào thét một tiếng, từ bên trong thần cung ngẩng đầu lên, giống như một đầu hung thú, ánh mắt đỏ như máu, gắt gao nhìn thẳng vào Diệp Húc. Diệp thiếu báo, ta chính là con của đế quân, là con của Hạo Thiên Đại Đế, ngươi không làm gì được ta, ngược lại cuối cùng sẽ phải chết ở trong tay của ta. Trong ngọc lâu của hắn, trong giây lát hiện ra một đoàn đế huyết, há miệng liền đem đoàn đế huyết này hút vào trong miệng. Đông Hoàng Mục thấp giọng gào thét, diện mục vặn vẹo, lộ ra vẻ mặt vô cùng thống khổ. Trong thân thể của hắn giống như cất giấu một đầu mãnh thú thật lớn đang chuẩn bị phá kén mà ra, mở rộng thân thể của hắn càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn. Xẹt, làn da của Đông Hoàng Mục vỡ ra, từng lông chim cứng cáp điên cuồng theo làn da sinh trưởng ra ngoài. Xương tay của hắn trở nên hẹp dài, hướng ra phía ngoài thi triển kim vũ đáo đóa, trong chớp mắt hóa thành hai cánh, xẹt một tiếng mở ra bao phủ trăm dặm. Mũi và miệng của hắn dính lại nhô ra ngoài, biến thành mỏ chim bằng chất sừng.
răng nanh từng khỏa bốc ra, tiếp theo từng đám móc câu giống như răng nhọn dài ra che kín cái mỏ dài. Cả người hắn đã biến hình, hóa thành thân người đầu chim, quái nhân có cánh chân chim, như thần minh từ viễn cổ bước ra, giống người mà không phải là người, giống thú mà không phải là thú, cường đại khủng bố vô cùng. Tu vi của hắn bạo tăng lên đến mức đáng sợ, so với Diệp Húc còn muốn khủng bố hơn nhiều. Thân thể cũng cường đại đến cảnh giới vô hoàng. Bất quá thần trí của hắn đã vặn vẹo, tâm trí hoàn toàn đã sụp đổ. Người chết đi! Đông Hoàng Mục thúc giục Thái Dương Thần Cung, chỉ thấy bên ngoài vầng Thái Dương, Hạo Thiên Đại Đế Kim Ô phân thân kêu to, ba móng vuốt đồng thời thò ra, thôi động thần cung đánh tới Diệp Húc. Diệp Húc làm như không thấy, thúc giục thần lô nghênh tiếp. Hắn lạnh nhạt nói: Đông Hoàng huynh, ta khai sáng ra bản vương khai thiên kinh, cho dù là Hạo Thiên Đại Đế có sống lại, nếu cảnh giới ngang bằng mà đến đấu với ta, cũng phải chết ở trong tay ta, huống chi là ngươi chứ. Hai kiện thánh bảo chạm vào nhau, dao động vô thanh vô tức, chỉ còn lại từng đạo sáng chói, đạo văn đạo ngân tại bên ngoài Thái Dương kích động qua lại. Vào thời điểm này, gần như tất cả mọi người trong thế giới vô hoang có thể chứng kiến bề mặt mặt trời như dấy lên pháo hoa chói lọi, sặc sỡ và lóa mắt. Hai kiện thánh bảo va chạm, tản mắt ra đạo văn đạo ngân, tuy đẹp lộng lẫy nhưng lại nguy hiểm tới cực điểm, bất luận một đạo nào cũng có thể dễ dàng diệt sát thánh chủ. Những nhân vật hùng mạnh như là Diệp Húc, Đông Hoàng Mục bậc này, nếu như bị đạo văn đạo ngân quét trúng cũng phải thân tử đạo tiêu, một thân tu vi hóa thành hư ảo. Đây là lực lượng của thánh bảo vượt qua phạm trù của vu, đặt tới cảnh giới thánh, siêu phàm nhập thánh. Bọn hắn mặc dù không có thúc dục năng lượng thánh bảo mạnh nhất diễn hóa xuất đạo môn, nhưng là loại công kích này đã vượt qua cấp độ của vu hoàng nhân kiếp. Có thể nói Diệp Húc nếu như ngay từ đầu liền vận dụng Thái Dương thần lô thôi phát ra uy năng thần lô, căn bản không có vu hoàng nhân kiếp, tất cả thánh bảo cấm vân chỉ sợ đều bị hắn một kích tiêu diệt. Trung thổ thần châu, tất cả kẻ dám can đảm tự mình đến kích sát Đứng Tông Đạo thánh chủ, một chiêu cũng không thể tiếp được, sẽ bị thần lô luyện hóa thành tro bụi. Bất quá nếu là Diệp Húc ở tại lúc đó tiến lên thần lô, chỉ sợ trung thổ thần châu phía đại lục mênh mông này sẽ bị hắn tại chỗ luyện hóa thành nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là Thái Dương chân hỏa, không biết bao nhiêu ức người sẽ phải chết thảm. Loại hành vi cực kỳ tàn ác này hắn đương nhiên không làm được. Đông Hoàng Mục kêu lên một tiếng, hai cánh nổ tung hóa thành hai đoàn huyết vụ. Oanh! Thái Dương thần cung hoàn toàn rơi vào trong vầng Thái Dương, lực hút cực lớn kéo xuống, rơi vào trong ngôi sao cự đại này, biến mất không thấy đâu nữa. Kiện thánh bảo này từ nay về sau đã biến mất khỏi thế gian. Diệp Phúc vô địch cờ đầu cảnh giới, cho dù hắn luyện hóa nhiều đế huyết hơn nữa, tâm cảnh không có để thăng, thủy chung không thành tựu được vô hoàng, thủy chung vẫn cùng một cảnh giới với Diệp Phúc. Không chỉ có như thế, Đông Hoàng Mục luyện hóa đế huyết tu vi tăng lên, Diệp Phúc đồng dạng tu vi ở bên trong cũng tăng lên. Hắn luân phiên cùng hơn trăm vị thánh chủ đối kháng, lại cùng Đông Hoàng Mục chiến một trận, đều là cường độ cao, chiến đấu rất nguy hiểm, kích phát tiềm năng của hắn, khiến hắn không ngừng luyện hóa tiên linh khí. Tuy tu vi tăng phúc không tăng lên khủng bố như Đông Hoàng Mục luyện hóa đế huyết, nhưng cũng cực kỳ khả quan. Đông Hoàng Mục không thể vượt qua cửa ải tâm cảnh này, liền không cách nào mượn nhờ năng lượng trong đế huyết thành tựu vô hoàng. Thế nhưng hắn luyện hóa đế huyết, tâm cảnh sụp đổ với tốc độ nhanh hơn, ngược lại tạo thành một vòng quái. Diệp Húc khuyên hắn ngừng công kích, bế quan 300 đến 500 năm tu luyện tâm trí, đối với hắn cũng là có hảo ý. Đông Hoàng huynh, ta đến tiễn ngươi một đoạn. Diệp Húc thở dài một tiếng, Thái Dương thần lô áp chế, đem Đông Hoàng Mục hút vào trong thần lô. Thần lô thúc dục, trong lô Thái Dương đột nhiên hỏa diễm bùng cháy mạnh, đem Đông Hoàng Mục bao phủ. Đáng hận, vì sao ta lại sinh cùng thời với ngươi? Nếu như ta sinh ra sớm hơn trăm năm, sớm hơn trăm năm. Bên trong thần lô chuyển đến thanh âm không cam lòng của Đông Hoàng Mục. Đáng hận, đáng hận. Diệp Húc đột nhiên cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu, chỉ nghe đoàng một tiếng vang thật lớn, một binh khí tàn khuyết đột nhiên đâm thủng thánh bảo Thái Dương thần lô, hướng thẳng hắn phóng tới. Thái Dương thần lô chính là thánh bảo chắc chắn vô cùng, là Hạo Thiên Đại Đế tại cảnh giới thánh hoàng trộm lấy thiên giới kim tinh luyện chế mà thành, lại bị một kiện binh khí tàn khuyết tùy tiện đâm thủng. Trên món binh khí tàn khuyết này không có chút pháp lực dao động, cũng không có trận vân, cấm vân, đạo văn hoặc là đạo ngân, một tia khí tức cũng không có, chỉ là bằng vào tự thân sắc bén liền đem thánh bảo xuyên thủng, sắc bén vô cùng. Oanh! Hạo Thiên Đại Đế Đế Hoàng phân thân đột nhiên thò ra hai tay ngăn cản trước người Diệp Húc, hướng kiện binh khí tàn khuyết oanh khứ. Chỉ nghe pang pang hai tiếng, bàn tay của vị thánh hoàng phân thân bị kiện binh khí này xuyên thủng, tiếp tục bắn tới hướng Diệp Húc mà đến. Đây rốt cuộc là vật gì, làm sao mà kinh khủng như vậy?
Diệp Phúc đột nhiên triển khai trường không ấn, gào thét thoát ra, phút chốc được mấy vạn dặm. Chỉ thấy kiện binh khí tàn khuyết phi hành một lát, rốt cục thế cũng cạn kiệt. Lập tức bị hắn chạy đến, một tay nắm lấy. Kiện tàn binh vừa mới rơi vào tay, hắn chợt cảm thấy tay chầm xuống, kêu lên một tiếng trầm đục, suýt nữa đã tuột tay. Đây tuyệt đối không phải là một loại khoáng vật nào có ở trong thế gian này, mà là bảo vật kỳ chân ở thiên giới, giá trị thậm chí còn hơn xa Dương Thiên Huyền Kim. Diệp Phúc ánh mắt chớp động, cẩn thận dò xét tàn binh trong tay. Chỉ thấy tàn binh mặt ngoài như trước đó có thể thấy được một ít hoa văn kỳ dị. Bất quá đáng tiếc chính là những hoa văn này bị một cỗ năng lượng không cách nào tưởng tượng nổi phá hủy, làm cho năng lượng chất chứa bên trong tàn binh tiêu tán hết, biến thành tử vật, không còn là vũ bảo. Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc, hình thành thiên khư. Đông Hoàng Mục từ trong thiên khư đi ra. Chẳng lẽ nói kiện tàn binh này là một mảnh vỡ đế binh hay sao? Đế binh là binh khí của thiên đế chú luyện, vũ khí của thiên đế, gần với chứng đạo chi bảo. Thiên đế chứng đạo chi bảo chỉ có một kiện, nhưng đế binh có thể có nhiều. Thanh đế nghịch hành phạt thiên, chiến thắng Hạo Thiên Đại Đế, đem vị đại đế này đánh chết tại bên trong thiên khư. Trận đại chiến của họ khi ấy kinh thiên động địa, dùng bảo vật khẳng định không phải bảo vật cấp bậc cấm bảo thánh bảo, chỉ có thể là đế binh do thiên đế luyện. Khối đế binh chỉ lớn nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn như một cái lân phiến hoặc như là một cánh hoa rách, không nhìn ra được nguyên lai kiện đế binh nguyên vẹn đến tụt cùng là cái dạng gì nữa. Không biết cái này rốt cục là đế binh của thanh đế hay là của Hạo Thiên Đại Đế đây. Mặt trên của nó vốn có ba động nhưng đã bị phá hủy trong cuộc đại chiến khủng khiếp chưa từng có lần trước, linh tính đã bị mất hết. Căn cứ vào khối mảnh vỡ nho nhỏ này, căn bản không cách nào suy đoán ra đây là binh khí của vị thiên đế nào. Diệp Húc lật qua lật lại nhìn mấy lần, đem kiện mảnh vỡ đế binh thu hồi, hướng Thái Dương Thần Lô nhìn lại, thầm nghĩ: không biết Thái Dương Thần Lô có thể luyện hóa kiện đế binh này được không. Nếu như có thể mà nói, đem kiện đế binh này luyện hóa về sau liền có thể dung nhập vào trong Di La Thiên Địa Tháp của ta, tăng nguy năng của Di La Thiên Địa Tháp lên. Bên trong Thái Dương Thần Lô, Đông Hoàng Mục đã sớm bị luyện hóa thành tro tàn, nhưng trước khi chết hắn đem mảnh vỡ kiện đế binh này tiến lên, lưu lại cho Thái Dương Thần Lô thánh bảo một vết thương khó phai mờ. Thái Dương Thần Lô bị xuyên thủng một động khẩu nhỏ, thủy chung không cách nào khép lại. Mặc dù Diệp Phúc thúc giục thần lô cũng không cách nào đem cái động khẩu nho nhỏ này mà chữa trị. Bất diệt chi bảo cũng đã có công hiệu tự phục hồi, sẽ rất ít bị đánh hư, chứ nói chi là thánh bảo, loại bảo vật vô cùng cao cấp hơn này. Bất quá sau khi khối mảnh vỡ đế binh này đánh thủng thần lô, trực tiếp đem ngưng tụ hình thành thần lô một bộ phận đạo cùng lý bị đánh nát, hình thành tổn thương vĩnh cửu. Trừ phi Hạo Thiên Đại Đế phục sinh, hoặc là tái xuất hiện một vị thánh hoàng tu luyện cấm pháp của Hạo Thiên Đại Đế, nếu không vĩnh viễn không cách nào chữa trị. Không chỉ có như thế, Hạo Thiên Đại Đế đế hoàng phân thân hai tay đồng dạng cũng bị khối nho nhỏ mảnh vỡ đế binh này xuyên thủng, cũng không cách nào khôi phục lại như lúc ban đầu. Có thể nói Thái Dương Thần Lô thánh bảo đã không còn uy năng nguyên vẹn, đối với nó thế tất sẽ ảnh hưởng rất lớn. Điều này làm cho Diệp Phúc không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, trong lòng sợ hãi lẩm bẩm mà nói: nếu khối mảnh vỡ đế binh này bên trong còn ẩn chứa uy năng của thiên đế, sao là không chỉ xuyên thủng thần lô thôi. Nếu bên trong mảnh vỡ đế binh còn ẩn chứa uy năng, chỉ sợ toàn bộ Thái Dương Thần Lô đều đã bị đánh nát. Hạo Thiên Đại Đế thánh hoàng phân thân trực tiếp mặt sát Diệp Húc, ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có, vừa bắt đầu đã bị oanh giết. Bên trong thiên khư mảnh vỡ đế binh như thế này khẳng định cũng không thiếu, bất quá những người biết rõ nơi thiên khư ở đâu đều đã chết hết cả rồi. Diệp Húc không khỏi thở dài một tiếng. Thái Dương Thần Cung đã bị diệt, Đông Hoàng Mục sau đó cũng chết, liền không còn người nào biết phương vị chuẩn xác của thiên khư. Muốn đi vào thiên khư tìm vài món mảnh vỡ của đế binh đều không có khả năng. Thiên khư tuyệt đối là một bảo khố cực lớn, hai vị thiên đế giao thủ, một vị thiên đế vẫn lạc, hai vị thiên đế giao thủ lưu lại đạo ngân đạo văn, bản thân tiêu là một lượng tài vũ cực lớn, có thể từ trong đó lĩnh hội ra đạo cùng lý của họ. Mà mảnh vỡ đế binh tán lạc cùng Hạo Thiên Đại Đế thi thể càng là bảo vật không cách nào tưởng tượng nổi. Về phần đế huyết cùng những bảo vật này so sánh thì thấy có chút nhỏ nhặt, không đáng kể. Nếu như lưu lại hồn phách thần thức của Đông Hoàng Mục, hắn liền có thể siêu hồn tác phách, theo trí nhớ Đông Hoàng Mục biết được vị trí thiên khư. Bất quá đáng tiếc Đông Hoàng Mục đã bị Thái Dương Thần Lô luyện hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả Đông Hoàng Thiên và các cao thủ Thái Dương Thần Cung cao thủ đã bị trong lúc hai người giao thủ, Diệp Húc sinh sinh đè chết chấn nát, hết thảy diệt sạch. Bởi vậy có thể nói không còn người biết thiên khư ở nơi nào. Kho báu cực lớn này chỉ có thể lặng lặng nằm ở vu hoang thế giới trong một góc nào đó, chờ đợi người hữu duyên đời sau đi đến phát hiện. Diệp Húc chỉnh đốn lại tâm tình, lướt nhìn Chu Thiên Tinh Cung thánh địa,
chỉ thấy Đông Hoàng Mục lưu lại Thái Dương Thần Cung đạo văn đã bị Đại Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận của Tinh Cung Tinh Đế làm mờ nhạt. Giờ phút này Tinh Đế đã bình an vượt qua Vô Hoàng Nhân Kiếp. Đáng tiếc, nếu như Tinh Đế vẫn còn độ kiếp bên trong, ta liền có thể cho y thêm một đạo nhân kiếp, khiến y trở thành Vô Hoàng muộn một chút kìa. Diệp Phúc bỏ đi ý tưởng tăng thêm một chút phiền toái cho Tinh Đế. Hiện giờ Tinh Đế đã vượt qua nhân kiếp, yêu chủ cùng Quỳnh Tiêu công chủ bọn người cũng không có tiếp tục công kích, lại để cho Diệp Phúc một người xuất thủ, thế thì Tinh Đế cũng có thể thong dong mà ứng đối. Hắn thu Thái Dương Thần Lô, vài bước đi xuống không trung, đi vào Hoàng Tuyển Ma Tông di chỉ. Chỉ thấy cái hố trời cực lớn do rất nhiều cấm bảo đánh ra đã bị Ứng Tông Đạo dùng pháp lực lấp đầy. Hắn đứng phía trên di chỉ Hoàng Tuyển Ma Tông, khí tức nghi vực sâu, phảng phất tại bên cạnh hắn có một cái lỗ đen vô hình đang thôn phệ tất cả, khiến cho hư không sụp đổ. Rất nhiều tiên linh khí lộn xộn úng như nước thủy triều hướng thể nội của hắn điên cuồng vọt tới. Ứng Tông Đạo như là đã vượt qua Vô Hoàng Nhân Kiếp, giờ phút này đương nhiên là hấp thu tiên linh khí đến bổ khuyết tu vi còn thiếu của mình, vượt qua Vô Hoàng kỳ suy yếu. Mà lúc này Tinh Đế cũng đang thi triển thủ đoạn đồng dạng hấp thu tiên linh khí từ trên trời giáng xuống mà hắn đạt được do thiên đạo tán thành. Hai người bọn họ sớm đã có ước định, sau khi thành tựu Vô Hoàng sẽ có một hồi đại chiến. Lúc này ai nhanh hơn vượt qua kỳ suy yếu, ai liền có thể chiến thắng. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Phúc cũng nhẹ nhàng thở ra, trong nội tâm đồng thời lại có vẻ phần hiếu kỳ. Ứng sư huynh sớm đã lấy được 4 thành tiên linh khí của Đế Tuệ, lượng tiên linh khí khổng lồ như vậy đủ để cho hắn trước đó tu thành Vô Hoàng pháp lực. Có thể nói hắn đã sớm vượt qua kỳ suy yếu, tại chức Nhân Hoàng Kiếp Phàng Lâm cũng đã trở thành Vô Hoàng chân chính, không cần hấp thu những tiên linh khí này. Đế Tuệ thì lợi hại tới bậc nào, hắn đạt được thiên đạo tán thành, tiên linh khí hạ xuống cực kỳ khổng lồ, có thể cùng với tu vi Ma Hoàng hôm nay mà so sánh. Ứng Tông Đạo đạt được 4 thành tiên linh khí trong đó, đủ để cho hắn có thể bổ khuyết Vô Hoàng suy yếu kỳ, lại để cho hắn có được pháp lực của Vô Hoàng. Cái gọi là nhân kiếp Vô Hoàng đều xem như mây khói. Diệp Phúc từ lúc nhân kiếp trước chứng kiến Ứng Tông Đạo một khắc này cũng đã biết rõ, vị sư huynh này của mình hôm nay tu vi thực lực tuyệt đối đạt tới Vô Hoàng cảnh giới chính thức, không có kỳ suy yếu. Nếu như hắn nguyện ý, đơn giản liền có thể đánh tan nhân kiếp trong vòng mấy chiêu, liền có thể nhẹ nhõm đưa đại địch Tinh Đế đánh bại hoặc làm cho bị thương, thậm chí giết chết Tinh Đế, với hắn mà nói cũng không quá khó khăn. Cho nên khi lúc cùng Diệp Phúc cười nói, Ứng Tông Đạo đã có thể tự xưng bản hoàng được rồi. Lúc ấy Ứng Tông Đạo che giấu tu vi thực lực, tiếp tục độ kiếp, ngoại trừ có mượn nhờ cấm bảo của tất cả đại thánh địa tăng nhãn giới tâm cảnh của mình, tu luyện Vô Hoàng thân thể cùng pháp lực bên ngoài, khẳng định còn có nguyên nhân khác nữa. Vì sao sư huynh còn muốn giả bộ? Chẳng lẽ nói Tinh Đế thực sự không phải là đối thủ của hắn ta sao? Như vậy mục tiêu của hắn là... Diệp Phúc đột nhiên linh quang lóe lên, nhìn về phía Hoàng Cung Đại Tần. Giám Thiên Sứ, hắn che giấu thực lực của mình là vì đối phó với Giám Thiên Sứ. Ứng Tông Đạo bạch nghi như nước, đứng ở phía trên Hoàng Tuyển Ma Tông di chỉ, trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Ta lần này độ kiếp không chỉ là độ kiếp, còn muốn vì Hoàng Tuyển Ma Tông, vì Vô Hoàng thế giới đánh ra 1 vạn năm thanh bình thịnh thế. Sau khi ta thành Vô Hoàng, thế giới Vô Hoàng quét đi hết thảy kỳ suy đồi, bước vào một thời đại thịnh thế. Nếu là ta chết rồi, Triều Sư ngươi liền để cho Diệp Sư Đệ trở thành tông chủ. Hắn nguyên bản chắc chắn sẽ cự tuyệt, tuy nhiên người nói cho hắn biết đây là di ngôn của ta lúc lâm chung, hắn sẽ đáp ứng thôi. Đây là lời nói của hắn với Triều Cung Thiều. Hắn một mực không xem Tinh Đế là đối thủ, mục đích của hắn là vị tồn tại cổ xưa kia ở trong Hoàng Cung Đại Tần, vị thay trở hành đạo kia giám sát tồn tại của chư thiên tại thế giới Vô Hoàng. Vù 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 vù, một cỗ khí tức vô cùng cường hoành đột nhiên bạo phát, khí tức Vô Hoàng kinh thiên động địa, khiến thế giới phải thần phục trong nháy mắt phủ xuống. Hai cỗ dị thường cường hoành tại lúc Ứng Tông Đạo cùng Tinh Đế chưa đem tiên linh khí luyện hóa, cuốn đi tất cả tiên linh khí. Hai người bọn họ đem tiên linh khí kịch liệt áp xúc hóa thành 2 quả hình cầu cấp tốc tiêu đi. Trong Chu Thiên Tinh Cung thánh địa truyền đến tiếng Tinh Đế giống giận. Tinh Đế lập tức bộc phát ra khí tức Vô Hoàng kinh thiên động địa, xoé lên 2 tòa đại trận gào thét mà đến, thẳng tới hướng tiên linh khí bay đi. Sư đệ, người trợ giúp vi huynh rất nhiều, thậm chí không để ý tới sinh tử bản thân, nhưng vi huynh giúp người thì lại quá ít ỏi. Ứng Tông Đạo quay đầu lại hướng Diệp Phúc mà nhìn, nhếch miệng cười nói khẽ: lần này vi huynh liền giúp ngươi một lần, giúp ngươi hoàn thành một lời hứa hẹn. Thanh âm của hắn thanh thanh đạm đạm, dường như đang nói chuyện là một sự tình bé nhỏ không đáng kể vậy. Diệp Phúc trong lòng chợt trầm xuống, bỗng biết hắn nói tới lời hứa gì.
một luồng tàn hồn của Thủy Hoàng Đế tại trước khi tiến vào Đại Tần Hoàng Cung đã từng muốn Diệp Húc thề. Hắn nếu là chưa về, Diệp Húc phải thay hắn báo thù. Nếu không thể vì hắn báo thù, Diệp Húc liền một đời, một thế không thể thành tựu vua hoàng. Lời thề này chẳng biết khi nào mà Ứng Thông Đạo đã biết được, cho nên hắn mới nói giúp ngươi hoàn thành một lời hứa hẹn. Mục đích mà hắn lần này ẩn giấu thực lực chỉ sợ liền là vì diệt trừ gián thiên sứ của thế giới vua hoang. Thiên đế đối với thế giới vua hoang kinh kỵ sâu nhất, cho nên gián thiên sứ ở thế giới vua hoang chính là kẻ cường đại nhất bên trong tất cả gián thiên sứ của 3000 thế giới. Ứng Thông Đạo chỉ sợ lo lắng Diệp Húc một đời một thế không thể báo được thù, lúc này mới sẽ làm ra cử động kinh thiên động địa như vậy. Diệp Húc khá to miệng, còn không nói chuyện, chỉ nghe Ứng Thông Đạo thấp giọng cười yếu ớt. Vũ Hoàng sinh ta dưỡng ta, mà Thiệu ta phụ Vũ Hoàng rất nhiều. Hôm nay nên để Thiệu ta làm cho phiến thế giới này một ít chuyện đi. Tâm ý của hắn đã quyết, quyết định con đường của mình liền không người nào có thể thay đổi được. Diệp Húc thở dài, không khuyên bảo thêm nữa. Tinh đế cũng bay nhanh đến, đáp xuống bên người Ứng Thông Đạo, sắc mặt âm trầm, cùng Ứng Thông Đạo đứng song song. Chỉ thấy tiên linh khí của hai người bọn họ giờ phút này bị kẻ khác dùng pháp lực vô cùng khủng bố ngưng tụ, co lại thành hai viên cầu trong suốt, sáng long lanh, trôi nổi ở trước mặt bọn họ. Đột nhiên hư không vặn vẹo, một vị lão giả nhẹ nhàng từ hư không đi ra, vẫy vẫy tay, hai quả viên cầu do tiên linh khí hình thành dừng ở trong tay của lão. Lão già này bộ mặt nửa khô nửa hồng hào, ánh mắt quét về phía hai người, khẽ mỉm cười. Hai vị có thể vượt qua kỷ nhân kiếp thành tựu vua hoàng đều là nhân tài khó gặp của thế giới vua hoàng. Lão hủ chính là giám thiên sứ vua hoàng thế giới do đương kim thiên đế bệ hạ khâm định, thay trời hành đạo, vì bệ hạ giám sát chư thiên, tuyển hiền năng, nạp hiền sĩ. Hai vị đều là nhân tài khiến lão hủ rất là vui sướng. Lão hủ hiện giờ cho các ngươi một con đường sáng, gia nhập vũ thánh điện của ta, trở thành một môn hạ dưới trướng Vũ La lão tổ của ta. Tinh đế mặt sắc lạnh, nói khẽ. Thứ cho không thể tòng mệnh, tinh cung tổ sư của ta ở thượng giới cũng là một đại nhân vật, vũ thánh điện các ngươi đắc tội sẽ không nổi đâu. Lão giả này sắc mặt cứng đờ, nhớ tới lai lịch của Chu Thiên Tinh Cung cũng không dám quá mức bức bách tinh đế. Ánh mắt của hắn quét về phía Ứng Thông Đạo, lộ ra ý dò hỏi. Vị lão tiên sinh này, người vô duyên vô cớ cướp đi tiên linh khí của ta. Ứng Thông Đạo tươi cười chân thành nói. Hắn lại cười nói, lão đây là muốn chết sao? Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 164 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 165 sắp tới.